sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham dự sự kiện quan trọng này. Theo báo cáo PCI năm 2019 vừa công bố, với 72,10 điểm, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục giữ vững ngôi vị Á quân cả nước xếp sau Quảng Ninh với 73,40 điểm so với PCI năm 2018. Đồng Tháp tăng 1,91 điểm. Với kết quả này, Đồng Tháp tiếp tục nối dài kỷ lục là tỉnh duy nhất 12 năm liên tiếp nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố đứng đầu BCI cả nước và lần thứ tư tỉnh được xếp hàng nhì. Đồng Tháp từng đứng đầu cả nước về BCI năm 2012. Nhân dịp đại lễ Phật đảng Phật lịch 2564, dương lịch năm 2020, sáng nay, Đoàn công tác của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Tôn Quang làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc và Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc chùa Phúc Quệ thành phố Sa Đéc. Tại các nơi đến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Tôn Quang gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các vị chức sắc tăng ni, đồng bào Phật tử hưởng ừ một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Cũng trong sáng nay, tại chùa Quà Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã đến thăm chúc mừng ban trị sự cho Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cao Lãnh nhân dịp đại lễ Phật đản 2020, Phật lịch 2564. Ông Đoàn Tấn Bửu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị chức sắc tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc tăng ni Phật tử trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. <laughs> Chiều nay, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đã đến dự hội nghị giao ban báo chí tháng 4 năm 2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Lãnh đạo một số cơ quan ban ngành tỉnh đã cung cấp cho các cơ quan báo chí những thông tin nổi bật về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4, kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp, tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, các nội dung cần tuyên truyền về công tác phòng không nhân dân năm 2020, chương trình cầu truyền hình trực tiếp Hồ Chí Minh ý chí Việt Nam nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các cơ quan báo chí còn được cung cấp thông tin về mục tiêu giảm số người bệnh lao điều trị bệnh lao ở Đồng Tháp di chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời điểm khô hạn, tái đàn heo, gắn giới tái cơ cấu chăn nuôi heo sau dịch bệnh dịch tả heo châu Phi dân dân. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tình hình sản xuất bột tại làng bột Sa Đéc phải đối diện với không ít những khó khăn như giá cả nguyên liệu tăng cao, đầu ra sản phẩm gặp khó, thậm chí có thời điểm một số hộ phải tạm ngưng sản xuất đến nay sau nửa tháng giảm bớt giãn cách xã hội những hộ sản xuất bột tại làng bột sa đéc từng bước khôi phục sản xuất để duy trì ngành nghề truyền thống của gia đình phần lớn các hộ trong làng bột sản xuất là hộ nhỏ lẻ công nghệ theo hộ gia đình cho nên việc sản xuất sẽ bị ảnh hưởng còn một số hộ kinh doanh không bị ảnh hưởng là những doanh nghiệp có quy trình sản xuất khép kính đạt theo tiêu chuẩn xuất khẩu và cung cấp cho một số doanh nghiệp lớn vẫn giữ vững sản lượng và có tăng sản lượng vì đây là mặt hàng thiết yếu trong mùa dịch Ngoài một số hộ chủ động khôi phục sản xuất, làm cầm chân để thăm dò thị trường, thì vẫn còn những hộ không đủ điều kiện tạm ngưng sản xuất. Do đó, cũng rất cần những định hướng hỗ trợ của ngành chuyên môn để người làm bột ổn định tâm lý và sớm bắt nhịp lại hoạt động sản xuất. Một số nhân bản ban hành đáng chú ý. Với mục tiêu bảo vệ tốt sức khỏe của nhân dân, đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các quận thị xã thành phố nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là với dịch bệnh, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại cửa khẩu giáp biên giới Trung Quốc Campuchia. Nhất là qua các đường mòn lối mở tuyển biên giới, tất cả các trường hợp nhập cảnh phải thực hiện biện pháp cách ly theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu trên tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, nghiêm túc thực hiện việc cách ly giám sát y tế, thực hiện khai báo y tế tự nguyện toàn dân, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, hạn chế tổ chức liên quan, tiệc mừng. Hôm nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương cho học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông là người Việt Nam đang sống tại Campuchia qua lại biên giới hàng ngày để đi học tại các trường thuộc khu vực biên giới đồng thời giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với quỹ ban nhân dân quyền tân hồng hồng ngự và thị xã hồng ngự tổng hợp danh sách học sinh nêu trên gửi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh biết